Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với mẫu xe nhập khẩu đang được giảm thuế trước bạ trong tháng 8 này, hỗ trợ ngay cho khách hàng 50% giá trị lệ phí trước bạ của chiếc xe Toyota Yaris Cross. Đây là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe được bảo hành tới 3 năm, 100.000 km và chương trình hỗ trợ về sau cũng rất là nhiều về chi phí bảo dưỡng. Ngoài ra, khi khách hàng có thể mua thêm gia hạn và cùng với đó là tăng thời gian bảo hành của mẫu xe Toyota Yaris Cross này lên. Với chiếc xe này của chúng ta, trang bị công nghệ đầy đủ này, mức tiêu thụ nhiên liệu thì cực kỳ thấp, chỉ ngoài 6 lít một chút xíu trên 100 km thôi. Và chiếc xe này của chúng ta chi tiết về mọi thứ bảo hành ở trên xe thời gian rất là dài. Và đặc biệt, mức giá tháng này đang rất là tốt. Những quý anh chị nào mà đang quan tâm đến chiếc Yaris Cross này, hãy cùng em Vinh đón xem hết video này để biết về chiếc xe nhập khẩu với đầy đủ trang bị công nghệ option, form dáng đẹp, mức giá tốt này nha. Và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh xe về tỉnh nha. Bên em vẫn đang hỗ trợ thu cũ đổi mới tất cả các dòng xe. Những quý chị nào đang có xe cũ muốn bán đi hay muốn thu cũ đổi mới lên cái form dáng mới hơn của mẫu xe Yaris Cross này, gọi ngay cho em Vinh vào số hotline, đảm bảo thủ tục nhanh gọn, mức giá cạnh tranh nha quý chị nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị trên chiếc xe này, những tiện nghi và khả năng vận hành và cùng với đó mức tiêu thụ nhiên liệu. Và đặc biệt lưu ý cho em Vinh, mẫu xe Yaris Cross này có rất là nhiều màu sắc đa dạng, trắng nóc đen, trắng trơn, xanh nóc đen, cam nóc đen, rất là nhiều màu đa dạng thể thao phong cách cho chúng ta lựa chọn, nhưng mức giá nó sẽ khác nhau một chút xíu nha. Ví dụ như màu trắng ngọc trai nóc đen này của em Vinh, nó sẽ có mức giá mắc hơn 12 triệu đồng so với mức giá tiêu chuẩn là 650 triệu nha quý chị nha. Nó sẽ là 662 triệu dành cho màu trắng ngọc trai nóc đen này. Và đây là chiếc Yaris Cross nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Phong dáng thiết kế đẹp và cùng với đó những trang bị trên xe đầy đủ như cụm đèn, quý chị có thể thấy được với cụm đèn bi LED cho cường độ ánh sáng cao giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này vào ban đêm một cách dễ dàng hơn. Và trong cụm đèn này tích hợp những tính năng hiện đại nhất của nhà Toyota: cân bằng góc chiếu, đèn tự động bật tắt, đèn pha thương thông minh AHB, tự động pha cốt khi có xe ngược chiều, cực kỳ hiện đại nha quý chị nha. Và những dải LED lên lai phía ngoài làm cho cụm đèn của chúng ta quấn hút hơn. Phía dưới đây đèn sương mù, trang bị bóng đèn sương mù dạng LED ốp phía ngoài miếng nhựa đen bóng tạo sự góc cạnh cho chiếc xe. Ngoài ra, một cặp cảm biến góc trước ở phía bên trên để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này trong nội đô một cách dễ dàng hơn. Vì nó là một chiếc SUV cỡ nhỏ gầm cao mà, đúng không quý anh chị? Nên đi nó cũng sẽ rất là thoải mái. Đó. Phía ngoài chúng ta thấy được này, mặt lưới tăng nhiệt thì được làm lõm vô bên trong, và phía trong tới chính là logo và phía dưới là camera 360 độ của chúng ta. Với tổng quan phần đầu xe, thiết kế những điểm nhấn nhá như này sẽ làm cho chiếc Yaris của chúng ta nó nổi bật hơn và làm cho chiếc xe của chúng ta trẻ trung và cuốn hút hơn rất là nhiều. Đó là về tổng quan về cái phần đầu xe và những trang bị ở phần đầu xe. Về phần hông xe thì sao nào? Hông xe, trục cơ sở của Yaris là một chiếc xe có trục cơ sở dài mâm 18 inch, mâm đúc, phay xước, khoảng sáng gầm xe tốt, đúng quý anh chị? Quý anh chị nhìn cái khoảng sáng gầm xe này. Đối với khoảng sáng gầm xe này thì Yaris đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đường hơi ngập nước một chút xíu, tầm khoảng 50 phân đổ lại là chúng ta lội nước thoải mái, đúng quý anh chị? Nhìn độ gầm nó cao cỡ này cơ mà. Đó. Ngoài ra thì xe còn được trang bị thắng địa buông bánh, phần chính xác hơn, tản nhiệt tốt hơn. Và ngoài ra những cái đường nhựa đen nhám chạy dọc đến phần hông xe, đặc biệt ở dưới những cái phần hốc cửa này, dưới phần cánh cửa chúng ta sẽ có những cái thanh trang trí màu bạc làm điểm nhấn ở phần hông xe. Đẹp không quý chị? Quá đẹp ha. Và đặc biệt chiếc xe này của chúng ta còn được trang bị gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, chỉnh điện gập điện tự động, tích hợp đèn ORS, cam 360 và cảnh báo đêm mù, cảnh báo phương tiện cách ngang, đầy đủ tính năng an toàn. Đường chân kiến mạ chrome, tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe nhưng có nút cảm biến. Đó, nút này là cảm ứng nha, một chạm ra vào cửa xe rất là dễ dàng. Giá nóc thể thao được sơn màu bạc và nóc sơn màu đen, cực kỳ đẹp nha quý chị nha. Mức tiêu thụ nhiên liệu đây, em Vinh nói rồi, 5 lít 9 đối với đường kết hợp. Trong đô thị là 7 lít 4 và ngoài đô thị chỉ có 5 lít 1 thôi. Rất là tiết kiệm cho một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Đây, về phần đuôi xe, thiết kế quá hài hòa luôn, nhìn cực kỳ sang trọng khi chúng ta nhìn từ cái phần đuôi xe. Và những chiếc xe mà Yaris Cross thì cái cụm đèn nổi bật là cái cụm đèn thiết kế vát xuống và thiết kế 3D dạng nổi, sử dụng hoàn toàn là bóng LED từ phía sau, thiết kế cuốn hút đẹp hơn. Và phía nóc chúng ta có anten dạng vây cá, đèn báo phanh dạng LED trên cao, xây kính sau, gạt mưa phía sau. Phía sau an toàn, cảnh báo phương tiện cách ngang, cảm biến lùi. Và cùng với đó là có luôn cả cam lùi kết hợp với cam 360. Rồi còn gì nữa đâu? Tính năng kể thôi là đã thấy mệt, đúng không quý anh chị? Cốp xe siêu rộng rãi. Đó, với cái cốp xe này chúng ta để đồ đi những chuyến đi xa thì không có gì phải lo nghĩ. Và đặc biệt có hai ngăn phía trên, tấm kia chúng ta thể kéo ra, tăng thêm diện tích. Và phần cốp chúng ta hoàn toàn chưa sử dụng hết, vì phía dưới có một ngăn nhỏ nữa. Bánh xe cua dự phòng ở ngăn phía dưới nữa nha quý chị nha. Rất là rộng rãi. Đó. Bản hybrid chúng ta còn có cốp điện nữa cơ. Đó. Nên quý anh chị mà sử dụng xe này thì
quá là yên tâm về cái sự rộng rãi thoải mái của chiếc xe này. Tiến vào phần nội thất nào. Nội thất tông màu chủ đạo màu đen và những cái đường chỉ lai màu xanh tạo điểm nhấn ở phần nội thất của chiếc xe này. Có đèn nội thất ở đây. Ta để điều chỉnh cái màu đèn nội thất theo sở thích của chúng ta. Những cái vị trí này đều sẽ được bọc da hết. Trên đây cũng bọc da hết này. Đó. Những nút bấm lên xuống kính, một chạm chống kẹt, chỉnh kính định ngập kính điện đầy đủ. Đó. Bệ bước chân, nẹp bước chân cũng sẽ được trang bị hết theo xe. Đó. Ghế thì ghế da chỉnh định 8 hướng. Form ghế thể thao ngồi rất là ôm form. Những cung đường xa sẽ không làm chúng ta mệt mỏi trên chiếc Kia Rig này. Và những tính năng bổ trợ lái xe, đèn pha thứ thông minh, cảnh báo tiền va chạm, cảm biến áp suất lốp, VSC TRC bật tắt cảm biến và cân bằng góc chiếu sẽ giúp chúng ta lái xe thoải mái hơn. Và tiến vào phần nội thất cùng với em Vân nào. Khi mà bước vào phần nội thất, chúng ta sẽ thấy được điều đầu tiên ở trên chiếc Kia Rig này chính là cái màn hình phía trước mặt người lái hoàn toàn kỹ thuật số với cách thiết kế rất là đẹp, tạo điểm nhấn rất là rõ nét khi mà chúng ta bước ngay vào chiếc xe này. Và những hệ thống và những tính năng cảnh báo ở trên xe sẽ được báo chi tiết. Chúng ta để thấy ở đây thì có luôn cả cảnh báo áp suất lốp từng bánh xe để chúng ta dễ dàng kiểm soát cái chiếc xe của chúng ta hơn và sử dụng nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và những hệ thống khác và phần cài đặt, mức tiêu thụ nhiên liệu và mọi thứ sẽ hiển thị trên đây ha. Và ngoài ra thì xe còn được trang bị đèn phía trước auto như em Vinh có nói đầu video, lấy chuyển số thể thao trên vô lăng. Đó, vô lăng thì được bọc da với những địa chỉ khâu rất là sắc nét, những nút bấm tăng giảm âm lượng và đàm thoại đánh tay cam 360. Ngoài ra còn được trang bị hệ thống ADAS bao gồm ga tự động cruise control, bám đuổi xe phía trước, điều khiển hành trình chủ động và tự động giữ làn. Nút drive này chúng ta sẽ điều chỉnh được 3 chế độ chạy bao gồm Eco, Normal và Power ở trên chiếc xe Toyota Yaris Cross này. Màn hình giải trí lớn 10 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống cam 360 sắc nét hiển thị đầy đủ mọi góc nhìn để chúng ta di chuyển và vận hành chiếc Yaris này được dễ dàng hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị điều hòa tự động, thao tác hoàn toàn bằng nút bấm nha quý vị nha. Ngoài ra có nút để start stop và phía dưới đây đó chính là sạc không dây và những cái phiên cây ổ jack cắm sạc như là jack Type-C 3.0A và chân cắm USB. Hộp số thì là hộp số DCVT, êm ái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Phanh tay điện tử Auto Hold rất là đầy đủ cho chúng ta, khay để ni nước. Đó, bọc chrome rất là đẹp. Và những cái phần phía trên này đều sẽ được bọc da hết nha. Chỗ này không phải là nhựa đâu quý vị, da hết. Mỗi vị trí này bọc da hết, những đường chỉ line màu xanh rất là đẹp. Đó, đầy đủ cho chúng ta. Đó là về tổng quan về cái hàng ghế phía trước với đầy đủ trang bị, công nghệ và cách thiết kế nội thất rất là tỉ mỉ. Hàng ghế thứ hai đây. Với hàng ghế thứ hai thì như quý vị có thể thấy được trong video, độ ngã rất là tốt ở trên chiếc xe Toyota Yaris Cross này. Tựa đầu thì tất cả các vị trí ghế trên xe đều sẽ được trang bị tựa đầu điều chỉnh lên xuống linh hoạt tùy thuộc theo cái chiều cao chúng ta để ngồi thoải mái nhất. Ngoài ra xe còn được trang bị cả bệ tỳ tay và phía dưới đây có cửa gió hàng ghế thứ hai để chúng ta điều khiển chiếc xe và ngồi phía sau nó được mát mẻ hơn ở trên mẫu Yaris này. Và phía dưới chúng ta còn có những cái jack sạc chân Type-C sạc các thiết bị điện trong quá trình chúng ta sử dụng mẫu xe Toyota Yaris Cross này. Rất là đầy đủ về những tính năng ở trên xe. Về an toàn thì xe này không cần phải lo rồi, có gói an toàn Toyota Safety Sense đầy đủ ở trên chiếc xe này. Và cùng với đó chúng ta còn có được những tính năng như là 6 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khả năng ngang dốc ở trên mẫu xe Toyota Yaris Cross này. Những tính năng an toàn trên gói an toàn Toyota Safety Sense sẽ đảm bảo chúng ta lái xe và sử dụng xe một cách an toàn, yên tâm trên một cái chiếc xe SUV cỡ nhỏ của nhà Toyota với mức giá hấp dẫn dành cho tháng 8 này. Và bây giờ mức giá cụ thể như thế nào, chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào mức giá chiếc xe này nha. Và đó là về một vòng tổng quan về chiếc xe Toyota Yaris Cross của chúng ta với mức giá 650 triệu đồng, chưa bao gồm chương trình khuyến mãi nha quý anh chị nha. Nếu chiếc xe này của chúng ta lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, em Vinh sẽ tạm tính với mức giá lăn bánh đầy đủ tại thành phố Hồ Chí Minh và có luôn cả bảo hiểm vật chất thân xe luôn nha quý anh chị nha. Tính luôn cả phần bảo hiểm vào cho quý anh chị luôn là 750 triệu đồng là chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi. Chiếc xe này đang có giá là 650 triệu đồng, tương đương chúng ta sẽ được hỗ trợ là 32 triệu 500 ngàn đồng tiền thuế dành cho mẫu xe này. Chúng ta làm tròn là 33 triệu đi. Vậy thì chiếc xe này của chúng ta lăn bánh xong xuôi tại Sài Gòn sau khi khấu trừ khuyến mãi chỉ còn lại là 717 triệu đồng dành cho chiếc xe Toyota Yaris Cross này thôi tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý chị nha. Còn tại các tỉnh lân cận thì chiếc xe này chỉ còn lại là 698 triệu đã bao gồm bảo hiểm vật chất thân xe. Một mức giá quá tốt luôn quý anh chị. Nhưng quý chị nào mà đang quan tâm về chiếc xe Toyota Yaris Cross này, chương trình chưa dừng tại đó đâu, còn gió giảm giá của đại lý nữa nè, hỗ trợ tặng phụ kiện nha. Và ngoài ra chương trình hậu mãi về sau miễn phí các mốc bảo dưỡng nè, mua bảo hiểm tại Toyota Hùng Vương còn được miễn phí thường niên nữa. Nhưng quý chị nào đang quan tâm, nhanh tay gọi ngay cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho chiếc xe Toyota Yaris Cross này nha.
chương trình này mà còn không mua xe thì chúng ta còn chờ vào mức giá nào để chúng ta mua nữa. Xe nhập khẩu được hỗ trợ 50% lợi phí trước bạ, giá quá tốt rồi. Lãi suất vay nếu chúng ta mua xe dưới hình thức trả góp là 4.9% một năm. Hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Và để biết thông tin hồ sơ chính xác nhất, gọi ngay cho em Vinh vào số hotline hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn chi tiết nhất nha. Và quý chị lưu ý giúp em một cái nhỏ như thế này: tất cả những khách hàng có hộ khẩu tại các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì mới có mức giá như vậy nha. Còn các tỉnh xa hơn như Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh đó, hoặc là các khu vực ở ngoài miền Trung thì mức giá nó sẽ cao hơn một chút xíu. Nhưng quý chị nào mà muốn chi tiết thì chúng ta cứ gọi trực tiếp vào hotline, vì cái chi phí dịch vụ chúng ta vận chuyển xe thì nó sẽ có một cái chút xíu điều chỉnh sau khi mà chúng ta lăn bánh về địa phương nha. Nhưng quý chị nào mà muốn chi tiết cứ gọi cho em Vinh sẽ báo giá chi tiết đó. Và những quý chị nào muốn lên lái thử trải nghiệm chiếc xe này thì hãy tới tại Toyota Hùng Vương nằm tại số 26 Cơ Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm chiếc xe Toyota Yaris Cross này nha. Và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được cái thông báo mới nhất từ kênh CV Tỉnh nha. Và nếu thấy video này hay thì quý chị hãy chia sẻ video này lên các trang mạng cá nhân như Facebook, Zalo để nhiều khách hàng biết tới hơn về kênh xe hơi tính của em Vinh, và cùng với đó là mẫu xe Toyota Yaris Cross nhập khẩu nguyên chiếc của nhà Toyota này nha. Xin cảm ơn.